Bên này xin chào tất cả các bạn. Hôm đấy đã có bạn nào đang xem video chưa nhỉ? À chưa. Đã có bạn nào đang xem livestream chưa nhỉ? À một người rồi. Chào bạn gì đây? Chào bốn người rồi nhưng mà chưa chưa thấy tên. Wow, chào chào bạn Sim. Chào bạn Sim Thông, chào chị Sim thì đúng hơn. Chào 8 người đang xem. 9 người. Đấy, chúng ta có thể dành 1 phút để chia sẻ cái livestream này lên hội nhóm được không ạ? Dành 1 phút thôi, 1 phút để chia sẻ cái livestream này lên hội nhóm để tiếp cận nhiều đồng nghiệp khác không? Và cái chủ đề ngày hôm nay đó là về kỹ thuật cắt tóc như là góc độ so với mặt đất này, góc độ so với da đầu này, hay là góc độ đường cắt này, và cái cách là sử dụng nó là cầm kéo cầm lược chuẩn chuẩn quốc tế. Rồi chào bạn Luna Giang, chào bạn Phan Hải, thầy chào bạn Đào Thắm. À, 18 rồi, rất là nhanh. 1 phút thôi, chúng ta sẽ dành 1 phút để chia sẻ cái livestream này lên hội nhóm và dành 1 phút để chào nhau, và trong cái thời gian mình đợi đợi cái livestream này tiếp cận khoảng 50 người đang xem đi thì chúng ta lại bắt đầu vào chủ đề chính. Chào bạn Hậu Huệ Tóc. Chào bạn Trần Bạch Mai. Đấy đấy, chào bạn Văn Ngoan Hiền. Đấy, mình nói rất là to rồi, chắc là phải phải đeo cái tai nghe vào thì mình nói mới to hơn. Còn như là mình nói to lắm rồi và thì chắc là hơi xa đúng không? Đấy, chúng ta có thể chào nhau hoặc là để lại trái tim hay là để lại cái gì được không ạ, để mình biết là các bạn là đang xem cái livestream của mình. Chào bạn Tú Nguyễn được không ạ? Đấy, mọi người có thể là comment là chào anh chị đồng nghiệp đấy, có thể là các đồng nghiệp là tương tác với nhau để chào nhau. Đấy, và chúng ta sẽ dành 1 phút để chia sẻ cái livestream này lên hội nhóm được không ạ? Đấy, vẫn là đang ít người xem. Chào bạn Tú Nguyễn, chào bạn Phạm Phú Hồi, chào bạn Lam Triều. Đấy, 40 người rồi. Đấy, chỉ cần 1 phút thôi, mỗi người chia sẻ một lần thôi là được tiếp cận là rất là nhiều anh em đồng nghiệp khác nhau. Đấy, để mở một cái hội thảo mà tầm mà 40 người xem thì rất là khó. Hay là để làm một cái hội thảo để nhiều người đến là rất là khó làm, hay là nhiều người là rất là bận này. À, chào bạn Hưng Hà Kiên. Đấy thì bây giờ thì rất là hiện đại, đã có những chương trình như là Facebook đó là livestream thì rất là tiện. Xì trong qua không hiểu, mình không hiểu tiếng gì, có ai hiểu không ạ? Chào bạn Hữu Nguyễn. Đấy, mọi người chia sẻ livestream đi, chia sẻ livestream ngay. Đấy, để được tiếp cận là nhiều nhiều anh em đồng nghiệp khác. Và hôm nay thì cái chủ đề đó là về cái kỹ thuật cắt tóc, đó là góc độ so với da đầu này, hay là góc độ là so với mặt đất này, hay là góc độ là đường cắt này, đường cắt là góc độ như thế nào này, và cái cách là sử dụng là kéo và lược là chuẩn quốc tế. Chào bạn Toàn Phượng, chào bạn Quỳnh Anh. Quyền Anh, đấy, chào bạn Hữu Nguyễn. Đấy, đó là thứ nhất là cái góc độ là mặt đất này, góc độ da đầu, hay là nhiều người rất là còn hoang mang về cái góc độ. Đấy, và trong cái livestream này thì có rất nhiều người rất là biết rồi. Đấy, có thể là chia sẻ cái livestream này cho các bạn đồng nghiệp ở xa để cùng cùng theo dõi. Rồi 50 người rồi, bắt đầu mình sẽ vào chủ đề chính. Thì giờ này là chắc là nhiều người là đang làm cho nên là ít ít người xem. Chào bạn Dung Phạm, chào bạn Đỗ Văn Doanh. Đấy, thứ nhất thì mình sẽ nói về là góc độ so với mặt đất trước. Đây có thể là mọi người có thể là chuẩn bị là giấy bút và tương tác cùng mình. Đấy, có thể ghi, bạn nào đang yếu thì có thể ghi vào. Thứ nhất là góc độ mặt đất. Thì để xác định không độ mặt đất thì rất là đơn giản, thì có nghĩa là mình cứ trải là tóc xuống,
tắc nó rơi đây, vì cái bún này rơi như này thì gọi là không độ so với mặt đất. Mà đã biết được không độ so với mặt đất, đã xác định được không độ so với mặt đất thì chúng ta sẽ biến được là 180 độ ở đâu. Thì thường thường là chỉ có những góc độ chính đấy, như là 45 này, 90 này, hay là 135 này, hay là 180 này, là không độ này. Thì bây giờ mình sẽ tìm là không độ so với mặt đất trước. Thì đầu tiên đó là cứ trải theo chiều tốc độ tự nhiên, gọi là không độ so với mặt đất. Ngược rồi, không sao, mình vẽ thôi. Còn cái chữ này thì có thể là mình nói thì bạn nào ghi được thì sẽ ghi hơn. Còn mình quay lại cái mà quay lại camera thì mình không đọc được các bình luận. Đấy, thì các bạn thông cảm như vậy. Bạn nào bán tin đấy. Rồi đầu tiên là mình xác định là không độ so với mặt đất thì là theo chiều tốc rơi tự nhiên, vì tốc rơi tại điểm này. Phần này tóc rơi tại điểm này, phần này tóc rơi tại điểm này, phần này tóc rơi tại điểm này. Đây như thế này. Thì đây gọi là không độ so với mặt đất. Thì là theo chiều tóc rơi tự nhiên này. Thì khi mà mình đã tìm được không độ so với mặt đất thì kiểu gì cũng tìm được là 180 độ so với mặt đất. Thì đây là không độ. Ở đây là 180 độ. Đấy, hơi cong một tí. Rồi. Bé to một tí. Thì khi mà đã xác định là không độ với 180 độ được thì chúng ta sẽ tìm được đó là 90 độ. Thì bây giờ chia đôi góc độ này, hay là tìm một cái đường là vuông với lại cái đường thẳng này thì chắc chắn là 90 độ. Ví dụ như mình vẽ ở đây, tí thì mình sẽ chỉ ở trên cái đầu thật thì nó sẽ dễ dàng hơn. Ví dụ mình đặt ở đây, mình đặt một cái đường thẳng ở đây thì góc này cũng gọi là góc vuông, mà góc vuông thì ngoài 90 độ thì không có góc nào là gọi là không phải là góc vuông nữa. Ví dụ như là mình vẽ như thế này, tại tại trên một cái đường thẳng như thế này thì như thế này thì không được gọi là góc vuông, và cái góc này thì mới gọi là góc vuông. Là góc này thì đều như nhau, là mình vẽ trong này thì đều vẫn là đây là vẫn là 90 độ đấy. Thì mình vẽ trên này thì nó sẽ mình vẽ tại tại một cái điểm là cân xứng để mình hình dung là dễ dàng hơn. À, thì đây là 90 độ. Và bây giờ mình sẽ chia các góc độ ra. Vì bây giờ là từ 0 đến 90 độ mình sẽ chia đôi góc độ ra là đấy. Thì ở đây sẽ cho góc độ đó là 90 chia đôi là bằng 45 độ. 45 độ. Tương tự mình sẽ tìm những cái góc độ khác. Và bây giờ cái góc này, góc 180 đến là 90 độ đến 180 thì mình lại chia đôi tiếp, chia đôi góc độ tiếp. Thì là 135 độ. Tương tự mình sẽ tìm những cái góc độ phụ. Thì đây là chỉ là những cái góc độ chính mình thường thường dùng. Như là góc độ 45 này, hay là 0 độ này, 90 độ này, 135 này. Còn cao nhất là góc độ 180 độ. Thì bây giờ để xác định là những cái góc độ phụ thì có thể là 0 độ là 15, 30. Thì những cái góc này mình sẽ chia làm 3 tiếp. Đây mình sẽ chia làm 3. Thì đây là 15 độ này, 30 này. Tương tự ở trên này mình cũng chia làm 3 tiếp. Đó là 45 này, 60, 75 này. Đấy, chia làm 3. Đấy, 60, 75 độ. Tương tự ở trên này mình sẽ tìm những góc độ phụ, đó là mình sẽ chia 3 ra, 90, 105, 120. Đấy. 105 độ, 120 độ. Tương tự ở trên này cũng vậy. 150, 165. Đấy. Thì ví dụ như mình đặt ở một cái điểm ở trên này. Ví dụ mình đặt một cái điểm ở trên này, đây là mình mới chọn là một điểm này, hoặc là cái điểm trên này thì nó cũng giống như thế, vì góc độ mặt đất là nó phải theo theo mặt đất. Ví dụ như ở trên này mình dâng thẳng ra đây thì vẫn gọi là 90 độ. 90 độ. Thế theo mọi người thì nếu mà mình vẽ thẳng lên thế này thì đây bao nhiêu độ? Đây chúng ta có thể tương tác với nhau được không ạ? Anh nói thoáng đi anh ơi, không cần ký vậy đâu. Thì thực ra là
Có thể là bạn mình bạn nói qua là mình nói qua là bạn hiểu, nhưng mà có nhiều người khác thì có thể là một số anh chị em ở xa thì hay là những bạn nào yếu thì không thể hiểu được. Đấy thì mình có thể là nói kỹ hơn một tí. Rồi tiếp tục thì theo mọi người thì góc độ này là mình dâng lên đây thì là bao nhiêu độ tại cái điểm này so với mặt đất là bao nhiêu độ. Mọi người có thể tương tác với nhau đúng không ạ? Mình hiểu bạn ơi, đúng rồi. Đấy, chúng ta có thể tương tác với nhau được không ạ? Còn anh chị em nào mà giỏi rồi thì có thể là chia sẻ cái livestream này. Đấy, giảng tí nha. Đúng rồi, cảm ơn bạn Phương Thúy. Cảm ơn bạn, Lê Đây, chúng ta có thể tương tác với nhau. Chào bạn Hồng Nguyễn. Đây thì đây là vẫn là 180 độ và đây vẫn là 90 độ. Thì tương tự là những cái góc độ này. Nếu mà mình dâng thẳng xuống như này thì gọi là 0 độ, tương tự mình dâng xuống như này vẫn là 45 độ. Đấy. Nhưng mà tại cái điểm này thì thường là không sử dụng góc độ này mà thường thường là không nếu mà cái hình này thì mình sẽ vẽ ngang thì dễ hiểu hơn. Còn tại cái điểm này là mình sẽ vẽ vẽ hai mặt bên thì nó sẽ dễ dàng nhận biết hơn. Thì tương tự mình đặt tại cái điểm này cũng vậy thôi. So với mặt đất thì đây vẫn là 0 độ, so với mặt đất đây vẫn là 90 độ. Đúng rồi. Đấy, tương tự ở đây cũng là 90 này, đây là 135 độ. Đây là so với mặt đất. Đấy, bạn nào vào sau thì có thể là chia sẻ cái livestream này để xem lại. Tương tự hay là mình nhiều có nhiều khu đi chẳng hạn. Đây mình ở khu này mình sẽ chia làm nhiều khu. Đây, cho là ở đây đi. Rồi. Cho đây khu 1, khu 2, khu 3, 4. Rồi mình sẽ xóa cái ô này đi. Ví dụ như là lý thuyết là ai mà cho lý thuyết đó là khu 2 dâng mảng tóc là 90 độ so với mặt đất. So với mặt đất. Thì bây giờ thì mình phải tính tại cái điểm này chứ mình không tính tại điểm này và không tính tại điểm trên này. Vì bây giờ là dâng khu 2 dâng mảng tóc 90 độ, đường cắt 90 thì khu 2 thì mình sẽ tính tại điểm trung tâm của khu 2 là đây. Thì khu này là ra đây. Đây đây. Thì như thường thì nếu mà khi mà mình cắt tóc thì mình phải dồn lại. Mình phải dồn lại thì mình mới cắt được. Đây. Thì tại cái điểm này mới là 90 độ chứ không mình không được tính dưới này mà không được tính trên này. Nếu mà tính trên hoặc tính dưới thì cái phần trên này là chưa được là 90 độ, còn phần dưới này là quá 90 độ mất rồi. Đúng rồi, ok. Bạn Tony Phong đợi một tí thì mình sẽ hướng dẫn trên này một qua một lần đã, ở sau là mình hướng dẫn lại ở trên cái đồng canh thì nó sẽ dễ hiểu hơn. Đấy, nếu mà khu này bị dâng mảng tóc tại khu 2 là 90 độ thì mình sẽ tính tại cái điểm trung tâm của khu này. Có nghĩa là mình sẽ chia đôi ra thì mình sẽ lấy tại cái điểm trung tâm này. Còn đường cắt thì mình chưa nói. Thì đây mới là 90 độ. Hay là 45 độ cũng phải tính tại cái điểm này. Hay là 135 độ cũng phải tính tại điểm này. Chào bạn Ngoan và Jim. Rồi. Thì đây là góc độ là mặt đất. Tương tự mình sẽ tìm góc độ đó là trên da đầu, tại một điểm trên da đầu. Ví dụ như là mình xác định là tại cái điểm này đi. Thì theo mọi người thì nếu mà mình dâng ra đây thì gọi là góc độ bao nhiêu? Để chúng ta có thể tương tác với nhau được không ạ? Đây nếu mà mình dâng ra đây, nếu mà mình dâng một sợi tóc ra đây tại một cái điểm này, đây lấy mảng tóc tại điểm này dâng ra thẳng ra đây. Thì theo mọi người là ở đây là góc độ bao nhiêu? Góc độ 45 so với da đầu. Để chúng ta có thể tương tác với nhau đúng không ạ? Mọi người hãy comment 45 45. Rồi, hay là bạn nào biết rồi thì có thể là comment luôn. Để anh chị em là cùng được học hỏi. Không độ bạn anh. Rồi. Chúng ta lại tương tác được không ạ? Trả lời. Có người thì trả lời là 0 độ này, có người trả lời là 45 độ.
So với da đầu các bạn nhé, so với da đầu mình không tính là so với mặt đất mà so với da đầu. Bạn đào thắm không độ. Bạn đơn trần không độ. Đúng rồi, không độ, không độ đấy các bạn ạ. Nếu mà so với mặt đất thì đây là 45 độ đúng. Hay là nhiều người đang liên tưởng đến góc độ là mặt đất với da đầu nó giống giống như nhau. Nhiều người là đang đang bị loạn về cái phần này. Đấy thì cái livestream này sẽ giải giải đáp cái thắc mắc đó là góc độ so với da đầu và góc độ so với mặt đất nó khác với nhau như thế nào. Đúng rồi, không không độ so với da đầu đấy, mọi người trả lời hầu như là đúng hết đúng không, 90% đúng. Thì so với da đầu thì tại cái điểm này là không độ, hay là mình vẽ tại một cái khu đi, đây cái khu này là khu A. Ví dụ như mình bảo là không, khu A dâng mảng tóc là 90 độ thì 90 độ mình cũng phải tính là tại tại một cái điểm điểm trung tâm của khu A. Đây vị khu A từ đây đến đây thì bây giờ mình sẽ tính tại một điểm là trung tâm của khu này. Thì bây giờ là mình sẽ vẽ một cái đường thẳng đây. Thì tính tại cái điểm này thì mình bây giờ mình vẽ một cái đường là vuông với tại cái điểm này thì ở đây gọi là 90 độ. 90 độ tại điểm này ở đây đấy các bạn. Và ở dưới này là 0 độ so với da đầu. Hay là nhiều người là áp áp sát tay vào vào gáy để cắt thì ở đây gọi là 0 độ so với da đầu. Hay là nhiều kiểu tóc là mình đưa lực vào mình chải theo chiều tóc do tự nhiên thì đấy mới gọi là 0 độ so với mặt đất. Còn mình áp sát tay vào cổ thì gọi là 0 độ so với da đầu. Đấy vì cái phần này là phần gáy là nó lõm vào trong, nó lõm vào trong. Thì khi mà mình xác định 0 độ so với da đầu thì cũng phải là kéo lõm vào trong theo da đầu. Thì đây gọi là 0 độ so với da đầu. Và đây là 90. Tương tự thì ở trên này là 180 độ. Và bây giờ mình sẽ chia đôi, đó là 90 độ này và cả góc độ này mình lại chia đôi tiếp, ví dụ từ 0 đến 90 độ mình lại chia đôi. Thì góc này gọi là 45 độ. Đây ở đây thì 45 độ gần như là bằng là 0 độ so với mặt đất luôn. Và tương tự trên này mình cũng phải là chia đôi. Ở đây là 135 độ. Tại các điểm trên da đầu khác nhau thì góc độ sẽ khác nhau. Ví dụ tại cái điểm này góc độ lại khác mà tại điểm này góc độ lại khác. Mà tại cái điểm này mỗi điểm là góc độ khác nhau. Ví dụ như tại điểm này khi mà tóc rơi xuống như này thì ở đây mới gọi là 0 độ chứ không không thể gọi ở trên này là 0 độ được. Thì khi mà tóc rơi thì nó sẽ rơi rơi xuống. Đây là 0 độ. Tại cái điểm này thì bây giờ mình sẽ vẽ vuông là 90 độ góc vuông. Đấy, 90 độ. Tương tự ở trên này là 180 độ. Và nó cũng giống như là mình chia đôi tiếp là 45 độ này 135 độ. Đấy là góc độ chính, đấy là góc độ chính. Thường thường chỉ cần sử dụng đó là 0 độ, 45 độ, 90 độ, 135 độ. Đấy là những góc độ chính mà mình chỉ cần nhớ như thế là được. Hay là tại cái điểm này thì đây là 0 độ thì ở trên này là chắc chắn là 180 độ. Và bây giờ mình sẽ vẽ vuông tại cái điểm này, kẻ vuông tại cái điểm tại da đầu của cái phần này thì đây gọi là 90 độ. Đây là gọi là 45 độ, trên này là gọi là 135 độ. Bạn nào vào sau thì có thể là chia sẻ cái livestream này để xem lại. Chào bạn Tống Tống Xá. Nhắn tin xuống mà quên tên rồi. 30. Chào bạn Anh Quỳnh. Rồi, chúng ta lại đi tìm hiểu về là góc độ đường cắt. Đấy, hay là còn bạn nào còn còn thắc mắc hay là còn chưa hiểu không ạ? À, chúng ta có thể tương tác để mình biết là các bạn là đang đang xem livestream của mình. Đấy, mọi người có thể tương tác với nhau được không ạ? Hay là thả tim để mình biết là chúng ta đã không còn thắc mắc gì nữa. Hay là để lại like thì chéo trong chéo ngoài. Ok, chéo trong chéo ngoài. Giải thích luôn. Rồi tiếp đến là góc độ đường cắt thì mình sẽ phân tích đó là đường cắt là chéo trong hay là chéo ngoài gì đấy. Đấy, mình sẽ phân tích là kỹ kỹ hơn.
Không biết là có bạn nào còn thắc mắc về là góc độ da đầu hay là góc độ mặt đất không ạ? Có bạn nào còn thắc mắc về góc độ da đầu hay là góc độ mặt đất được không ạ? Còn cả khu thì mình sẽ nói rồi. Ví dụ như là ở đây là mình sẽ nói là góc độ so với da đầu tại một cái khu nào đấy. Đây là khu ở dưới này. Thì khu trên này cũng tương tự thôi, nghĩa là mình chia làm mấy khu gì đấy, đây cái khu này. Thì tại cái điểm này cũng vậy. Đây coi như là đây khu 3 đi. Khu 3 đi. Ví dụ mình bảo là râm khu 3 râm mảng tóc 45 độ, đường cắt thì chưa biết. Mà bây giờ râm mảng tóc tại khu 3 thì mình sẽ tính tại cái trung tâm của khu này. Thì ở đây khu này trung tâm là ở đây. Và bây giờ mình sẽ xác định góc độ đó là 45 độ cũng phải tại cái điểm này hay 90 độ cũng phải tại cái điểm này, chứ mình không được tính là dưới này mà phải tính, không được tính trên này, phải tính tại cái điểm này. Thì bây giờ mình sẽ xác định là khâu độ trước, khâu độ tại phần này là đây, khâu độ. Thì mình tìm được khâu độ vào 180 độ thì chắc chắn là tìm các cái góc độ khác thì rất là dễ dàng. Đây 180 độ. Đấy, chỉ cần tìm được góc độ là không độ thì mình sẽ tìm cả góc độ khác rất là dễ dàng. Đây, bây giờ có thể là mình sẽ ám trường bằng mắt, hay là nhiều bạn là rất là giỏi rồi, bây giờ nhìn góc độ là biết luôn, hay là nhìn nhiều cái livestream là có thể phân biệt được đây là góc độ bao nhiêu, đây là góc độ bao nhiêu. Hay là khi mà mình cắt tóc thì ra góc độ là có thể là không chuẩn, vì cắt lên đầu thật là nhiều người là vẫn còn là run rẩy hay là sẽ quên góc độ đi, mà mình sẽ chú trọng vào kiểm tóc. Thì ở đây là không độ này, 180 độ thì chắc chắn là sẽ cho ra 90 độ. Và bây giờ xác định góc độ 45 thì rất là đơn giản. Đấy. Hay là trên đầu thật đi chẳng hạn. Trên đầu thật thì để mà xác định góc độ thì nó cũng đơn giản thôi. Ví dụ mình dăn mảng tóc ngang tại cái điểm này. Như là xác định là 45 độ đi. Thì bây giờ mình sẽ tìm tìm khâu độ trước, có thể là khi mình răng thì mình sẽ đặt lược vào trước. Đây là khâu độ. Khâu độ tại cái điểm là khu tóc này là ở đây là khâu độ. Thì mình sẽ tìm được là đây cái mảng tóc này mình răng 90 độ đi, còn cái lược này răng khâu độ thì sẽ tìm ra được chuẩn chuẩn phải 90 đến 100% là chuẩn hoàn toàn là 45 độ. Hay là có người bảo là ôi tôi răng 44 độ, răng là 39 độ ấy. Thì không thể ai mà răng chuẩn được 100%, mà không ai dám khẳng định ở tôi răng đây là 45 độ, không ai xác định chuẩn 100% hết. Mà có người thì sẽ xác định những cái góc độ chính đó là 0 độ, 15 độ, 30 độ, 45 độ, 60 độ, 75 độ, 90 độ. Chỉ cần xác định những cái góc độ chính như thế. Ví dụ như là chênh lệch là 15 độ, từ 0 đến 15 độ. Có thể là có người bảo là đây là góc độ 45, có người bảo là ở đây là góc độ là 30 thì được. Đó, nó chỉ được chênh lệch như thế thôi. Đấy, mình chỉ cần nhớ những góc độ chính. Thì bây giờ đó là xác định 0 độ trước và 90 độ. Và bây giờ sẽ xác định là 45 độ ở đây. Đấy. Còn đường cắt thì bây giờ mình sẽ phân tích đường cắt. Em có người nhiều người là còn thắc mắc là đường cắt là chéo trong hay là chéo ngoài. Đây mình sẽ xóa hết đi. Vẽ lại. Đấy, ví dụ là mình vẽ chỗ này đi, tại một cái điểm này. Theo mọi người thì đường cắt là đường cắt vuông, đây là mình răng mảng tóc mà đường cắt của mình là vuông với mảng tóc, đây vuông với mảng tóc này thì gọi là bao nhiêu độ. Đây chúng ta có thể tương tác với nhau đúng không ạ? Chào bạn Diễn Hậu. Đây thì theo mọi người ở đây là góc độ là đường cắt là bao nhiêu, cứ nói đến vuông là bao nhiêu độ ạ. Đấy, chúng ta có thể trả lời tương tác với nhau 90 độ, quá chuẩn luôn. Đào Thắm trả lời đúng. Cứ nói đến vuông là 90 độ, với đường cắt của mình góc độ đường cắt là so với mảng tóc, góc độ đường cắt là so với mảng tóc, đường cắt mà vuông với mảng tóc thì hay còn gọi là 90 độ, chứ không thể nào mà ngoài 90 độ được. Cứ nói đến vuông là 90 độ đó.
mà tìm được góc độ là 90 độ thì chắc chắn là sẽ tìm được những cái góc độ khác. Đúng rồi, nhiều người trả lời rất là đúng, 90 độ. Vì đường cắt là vuông với mảng tóc thì hay còn gọi là đường cắt 90 độ, hay là đường cắt là thơi thơi. Có người là có nghĩa là răng là chưa chuẩn lắm, hay là đường cắt là của mình là chưa chuẩn vuông lắm, thì có thể nó chỉ chênh lệch được như thế thì đều được. Thì ở đây đường cắt này là đường cắt vuông, thì bây giờ đường cắt là chéo trong, mà chéo trong đây mình sẽ dâng ở trên tóc thật, tóc mannequin. Ví dụ như mình bảo dâng ở khu này là dâng mảng tóc là 90 độ. Đây, dâng mảng tóc 90 độ, đường cắt là 90 độ. Thì bây giờ là đường cắt là cứ vuông cái mảng tóc này, cứ vuông cái mảng tóc này thì là 90 độ. Và bây giờ chéo trong, chéo trong có nghĩa là tầng lớp là thấp hơn 90 độ, chứ không được là cao hơn 90 độ được. Có nghĩa là nếu mà mình đặt như này là vuông, nhưng mà bây giờ chéo trong có nghĩa là cứ chéo dần và góc độ là sẽ thấp hơn 90 độ là chắc chắn rồi, không thể nào mà quá 90 độ được. Và tầng lớp cũng vậy, góc độ càng thấp thì tầng lớp càng thấp. Thì bây giờ là đường cắt 90 ở đây và đường cắt chéo trong có thể là 89 độ vẫn gọi là chéo trong, hay là 70 độ vẫn gọi là chéo trong, 45 độ vẫn gọi là chéo trong, mà 88 độ vẫn gọi là chéo trong, mà 91 độ thì chắc chắn là quá chéo trong rồi thì gọi là chéo ngoài. Đấy, nếu mà trên 90 độ thì gọi là chéo ngoài, còn nếu mà dưới 90 độ thì chắc chắn là chéo trong. Dưới 90 độ có nghĩa là góc độ là thấp hơn 90 độ, thì bây giờ là càng chéo hay là còn gọi là góc độ là càng thấp thì tầng lớp càng thấp. Nếu mình chéo này thì ở đây gọi là bao nhiêu độ theo các bạn đang xem livestream của mình cùng tương tác với mình được không ạ? Nếu mà mình không quan trọng là mảng răng nữa, bây giờ là mình đang tìm hiểu về về cái đường cắt. Nếu mà đường cắt này thì theo theo mọi người là đường cắt này là bao nhiêu độ? Không biết là đang xem video thì nó có rõ nét không? 135 độ. Đường cắt 135 độ ạ, à, 45 độ bạn Đào Thắm. Rồi chúng ta có thể trả lời cùng tương tác cùng anh chị em đồng nghiệp được không ạ? Đấy, để chúng ta là cùng học hỏi và trao đổi kinh nghiệm. Đấy, theo mọi người là đường cắt này đường cắt bao nhiêu độ? 45 độ dưới. Đấy, 45 độ trước. Có người trả lời là 45 độ dưới, có người trả lời là 45 độ trước. Thực ra nếu mà để nói đúng thì là 45 độ dưới. Để mà trả lời đúng thì là 45 độ. Còn hay là nhiều người có thể nói là người ta hiểu như là 45 độ dưới, 45 độ trên. Thực ra thì nó khác nhau hoàn toàn. Nó không phải là 45 độ nữa mà nó là 135 độ. Còn 45 độ là 45 độ. Hay là để mà nói cho một người người nhân viên hay là người học sinh của mình dễ hiểu hơn thì có thể gọi là 45 độ dưới, 45 độ trên đều được. Đúng rồi, 45 độ. Thì chắc chắn là 90 là vuông rồi, bây giờ là càng chéo ra ngoài. Càng chéo ra ngoài thì sợi tóc ở trên là dài, càng dài hơn sợi tóc ở dưới thì mình cho là góc độ là càng càng thấp, tầng lớp càng thấp. Tầng lớp càng thấp. Mà tầng lớp càng thấp thì chắc chắn là dưới 90 độ rồi. Thì ở đây là 45 độ, đúng, đúng, hoàn toàn đúng. Còn cái mảng răng này mình không quan tâm nữa, vì cái góc độ đường cắt này nó không liên quan đến cái mảng răng mà nó liên quan đến mảng tóc. Nó không liên quan đến góc độ răng nữa mà bây giờ sẽ liên quan đến là cái mảng răng của mình. Đây, ví dụ mình răng đây đi thì nó cũng thế, nghĩa là đường đường cắt này nó không thay đổi. Cái đường cắt là 45 độ đi thì đây vẫn gọi là 45 độ. Chứ không thể gọi ở đây là 135 độ được, vì cái sợi tóc ở ngoài là nó dài dài hơn sợi tóc ở trong thì gọi là góc độ là cao hơn. Gọi là chéo trong. Thế còn chéo ngoài thì bây giờ đây là vuông rồi. Thì bây giờ như thế này thì theo mọi người là đây là góc độ là bao nhiêu? Góc độ đường cắt so với mảng tóc này.
Đấy, theo mọi người thì ở đây góc độ đường cắt là bao nhiêu? Đây mình bỏ bớt ra đi. Đây góc độ đường cắt ở tại tại cái mảng tóc này. Đấy, chúng ta có thể tương tác với nhau được không ạ? Đấy, bạn nào biết rồi có thể trả lời luôn. Hay bạn nào đang thắc mắc thì có thể là trả lời luôn. Đây là vuông rồi. Đây là vuông rồi, nhưng mà thực ra nhìn qua video nó hơi hơi khó đúng không các bạn? 90. Đấy, nhìn qua video thì có thể là trả lời 90 vì mình không phải nhìn như là trực tiếp thì nó dễ dàng hơn. Chào bạn Tùng Thanh. À, Tùng Thanh là lâu rồi là không tương tác với thầy. Rồi, đây là 90. Đấy, nhìn qua video thì hơi khó. 135.000. Đúng rồi, có người dạy về góc độ người ta cứ nói nghìn thôi. Hay là sẽ dễ hiểu hơn, 120 độ. À, có nghĩa là cứ biết là cao hơn 90 độ nhưng mà mình là không xác định chuẩn là 121 độ hay là 115 độ hay là 116 độ. Mình không thể xác định được chuẩn 100% hoàn toàn. Mà có thể là có người thì có thể là trả lời là 115 độ, có người trả lời 112 độ, có người trả lời 111 độ. Thì thực ra thì nó chỉ lệch thế được, nó lệch ít như thế được hoàn toàn. Đừng cắt vuông. Đấy, thực ra thì nhìn qua video nó hơi khó. Ví dụ đây là đường cắt là 90 độ, là so với mảng tóc là vuông rồi, 90 độ. Và bây giờ chéo càng nhiều, chéo ngoài càng nhiều thì góc độ càng càng cao, tầng lớp càng cao. Góc độ càng cao thì chắc chắn là tầng lớp càng cao rồi. Tiếp tục là đây là mình cho là đây là 45 độ hay là 135 độ. Đây. Chúng ta có thể tương tác với nhau, trả lời với nhau. Anh chào Trung Nguyên. Wow, chào bạn Định Thúy Tóc. Chú chào anh Định Thúy Tóc. Chào bạn Phan Trung. Đây, theo mọi người thì góc độ này là bao nhiêu độ ạ? 135 độ, đúng rồi, chuẩn đấy. Cảm ơn bạn đã trả lời. Đúng rồi, ở đây là 135 độ. Thì tương tự những cái góc độ khác cũng vậy thôi, mình giảm cái độ chéo ngoài đi thì mình xác định là 100 là 120 độ gì đấy. Đây hơi chéo chéo một tí thì gọi là 105 độ. Đấy, chỉ cần xác định những cái góc độ chính như thế là được. Đấy thì vừa rồi là góc độ đường cắt. Không biết là mọi người còn thắc mắc về cái góc độ này không nhỉ? Đây mình có thể vẽ vào trên này thì chúng ta có thể là dễ dễ dàng hơn. Đây là 90. Tiếp đến đó là cách là sử dụng kéo và lược. Mình sẽ vẽ ở trên này trước. Thì ở đây là 45 độ. Tương tự đây là 90 độ. Và những góc độ mình sẽ chia làm 3. Sẽ chia làm 3 thì góc độ phụ. À, tương tự bên này cũng vậy. Mình sẽ xác định là 135 độ trước. 135 độ. Và các cái góc độ phụ thì mình sẽ chia làm 3. Đây là 105, đây là 120, đây là 45 này, 60 này, 75 độ. Đấy, chúng ta có thể là vẽ vào vở của mình. Đây là góc độ đường cắt. Hay tại một điểm trên này mình dâng lên đây. Đây ví dụ tại cái mảng tóc này đi. Hay là nhiều người vẫn còn thắc mắc ở tại cái điểm gần như là khu trên đỉnh ấy thì rất là khó xác định góc độ. Ví dụ như mình phân mảng tóc dọc. Đây mình thực hành trên đầu thật luôn. Nếu mà mình phân mảng tóc dọc tại cái điểm này. Tại cái điểm là trước trán đi. Hay nhiều người còn lẫn lộn cái đoạn là 0 độ với 180 độ. Đây nếu mà mình lấy cái mảng tóc này để xác định 0 độ hay là xác định là góc độ ra đầu thì chắc chắn là ở dưới này là 0 độ. Ở dưới này là 0 độ và trên này là 180 độ. Chứ không thể nào mà gọi ở đây là 180 độ được. Vì khi tóc rơi là tóc rơi về trước hay tại một cái điểm ở trên này đi thì nó khó khó hơn. Đây mình lấy một nhúng đi, một nhúng tóc như này thì mình sẽ xem cái tóc rơi về đâu trước. Đây ở đây thì tóc nó rơi ở bên này rồi,
thì rơi ở bên này thì khi mà mình đặt đặt cái lược tại cái điểm này hay đặt một cái thước thì xác định ở dưới này là 0 độ, ở trên này là 180 độ. Vì khi tóc rơi về chiều nào thì mình xác định là góc độ bên đấy thấp hơn. Đấy, vừa rồi là góc độ so với da đầu. Thì tại cái điểm trên này ở đây thì khi mà tóc rơi mình phân mảng tóc dọc ở đoạn này mình dâng lên đây, à, dâng lên đây. Thì khi mà tóc rơi thì chắc chắn là rơi về hình trước. Mà rơi về hình trước thì góc độ đường cắt này gọi là đường cắt là 135 độ. Ngược lại thì tương tự, ngược lại bên này thì đây gọi là 45 độ, gọi là chéo cong đấy. Khi mà tóc rơi về bên này, rơi về hướng bên này thì gọi đây là 45 độ. Còn nếu mà tóc mà rơi về sau thì không thể gọi ở đây là 135 được, mà phải gọi ở đây là 45 độ, chứ không thể nào mà gọi gọi đường cắt này là 135 độ. Nếu trường hợp là ở đây là tóc là rơi về sau nhưng mà không có ai là tóc phần này rơi về sau hết, mà chỉ có từ điểm đỉnh nó mới rơi về sau, còn từ điểm đỉnh trở về trước thì mình xác định là ở trước này là 0 độ, ở trên này là góc độ cao hơn. Đấy, không biết là có bạn nào còn thắc mắc về cái góc độ nữa không ạ? À, ai không muốn xem thì đi ngủ. À, có bạn nào nói gì đâu nhỉ? Em toàn vào xem lại thư thầy ơi. À, chắc là bận. Cắt hình tam giác, hình vuông, hình tròn. À, cái này thì lần trước thì mình cũng có chia sẻ rồi. Thì bạn nào mà muốn xem về cái góc độ, cái kỹ thuật cắt như là kỹ thuật cắt là ABC này, hay là biến dạng là vuông tròn với tam giác này, thì có thể là vào trang cá nhân của mình. Đấy, các bạn có thể là kết bạn và vào cái phần album để xem. Hay là mình sẽ nói qua một tí, đó là khi mà cắt tóc thì mình phải phân biệt được kỹ thuật. Mà kỹ thuật ở đây gọi là góc độ, kỹ thuật ABC hay là còn gọi là line gradation hay là layer. Đấy, thì nhiều người là cứ đặt tên tiếng Anh để cho hay là dân mạng nó hoang mang và cảm giác nó như là tò mò thôi. Thực ra thì đó vẫn là góc độ. Ví dụ góc độ là kỹ thuật A đi, kỹ thuật A hay còn gọi là 0 độ. 0 độ thì là kỹ thuật là cắt 4 tầng đi anh. 4 tầng thì có thể là vào vào di tún của mình, đó là gõ nguyên A-lan thì nó sẽ ra. Tiếp đến là kỹ thuật A. Kỹ thuật A thì hay còn gọi là kỹ thuật là cố thể, có nghĩa là theo theo trạng thái là tự nhiên. Còn nếu mà 0 độ, mình là 0 độ là kỹ thuật A, nhưng mà khi mà sử dụng 0 độ so với da đầu để cắt thì nó sẽ có tầng lớp thấp. Đấy, thì kỹ thuật A gọi là 0 độ, kỹ thuật B là từ 1 đến 89 độ, hay còn gọi là kỹ thuật là tầng lớp quân bình, trung bình. Đấy, còn kỹ thuật C là 90 độ trở lên, có nghĩa là tầng cao. Thì ở đây cũng vậy, nếu mà mình sẽ cộng góc độ đường cắt cộng góc độ mảng dâng để xác định là bài cắt này là tầng lớp cao hay là bài cắt này tầng lớp thấp, bài bài cắt này tầng lớp như thế nào. Thì bây giờ nếu mà cắt dâng 90 cộng đường cắt 90, có nghĩa là mảng dâng là 90 này cộng đường cắt là 90 này thì bằng 180 độ. Thì ở đây mình sẽ xác định đó là tầng trung. Giọng nói dễ thương quá. Wow, cảm ơn bạn rất là nhiều. Chào bạn Anh. Đấy, thì nếu mà 90 đó là góc độ mảng dâng, những mảng dâng này mình là dâng 90 độ, đường cắt là 90 độ, thì đây mình sẽ xác định đó là tầng trung. Đây là cách xác định là tầng lớp đơn giản nhất. Tiếp theo, nếu mà dâng 90 mà đường cắt là 45 độ, đường cắt là 45 độ thì mình cho cái kiểu tóc này gọi là tầng thấp. Có nghĩa là nếu mà đường cắt 90, à dâng mà cắt 90 đường cắt là thấp hơn 90 độ thì gọi là tầng thấp. Hay còn gọi là dưới 180 độ gọi là tầng thấp. Còn trên 180 độ gọi là tầng cao. Mình sẽ cộng hai cái mảng dâng với lại đường cắt này. Hay là dâng mảng tóc là 135 độ đi, cộng với đường cắt là
90 độ. 90 độ thì chắc chắn là nó sẽ quá quá 180 độ. Mà quá 180 độ thì hay còn gọi là tầng cao. Tầng cao thì có gọi rất là nhiều loại tầng cao khác nhau. Có nghĩa là cứ trên 180 độ gọi là tầng cao. Đấy, cộng hai góc độ mà ra cộng góc độ đường cắt này vào. Thì đây là tầng trung này, 90 cộng 90 có nghĩa là 180 độ là tầng trung. 90 độ mảng răng, đó là mảng răng gần 90 độ cộng góc độ đường cắt là 45 độ thì chắc chắn là ra tầng lớp là tầng lớp thấp, hay là răng 75 đường cắt là 45, hay răng 45 đường cắt 45 thì đều đều là tầng lớp thấp. Còn nếu mà đường cắt hay là mảng răng là 90 độ đi cộng với đường cắt 135 độ thì ở đây vẫn gọi là tầng cao. Đấy. Đấy, không biết còn bạn nào còn thắc mắc về cái tầng lớp này không ạ? Đấy, kỹ thuật B là 90 80 từ 1 đến 89 độ, kỹ thuật C là 90 độ trở lên. Nói lại đi anh. À, hết khách rồi. Đây, mình sẽ làm phân tích lại. Có nghĩa là để xác định là một kiểu tóc là tầng lớp cao hay thấp thì chúng ta sẽ cộng với góc độ mảng răng cộng góc độ đường cắt thì nó sẽ ra thôi. Ví dụ như góc độ mảng răng đó là một cái mảng tóc là mình răng là 90 độ. 90 độ. Đường cắt 90 độ. Thì bây giờ mình sẽ lấy góc độ là mảng răng đó là 90 cộng góc độ đường cắt đó là 90 thì sẽ bằng là 180 độ. Thì 180 độ này gọi là tầng tầng trung bình. Tầng trung bình. Còn nếu mà chữ ngược thì thầy mới đọc được chữ. Còn nếu mà răng mảng tóc 90 độ cộng với đường cắt là 45 độ đi, đường cắt 45 độ thì 90 cộng cho 45 thì bằng bao nhiêu em? 135 độ thì gọi là tầng lớp thấp. Có nghĩa là cứ góc độ mà cộng lại mà thấp hơn 180 độ gọi là tầng lớp thấp. Còn nếu mà cộng lại mà góc độ mà cao hơn 180 độ gọi là tầng lớp cao. Ví dụ như là 90 mà cộng với đường cắt là 135 độ thì gọi là tầng lớp cao. Bắt dọc chữ ngược. Đấy, bạn bạn Tomboy Hoài Đức thì bạn nói gì mình chưa hiểu lắm thì bạn có thể viết lại được không ạ? Em bắt tóc ngang hay dọc? Bạn bạn Tommy là trả lời cho bạn Đôn Trần đúng không? Ở tiếp đến là cái biến dạng vuông tròn tam giác. Đây mình sẽ phân tích cho bạn gì vừa hỏi nhỉ? Bạn gì quên rồi. Thì vừa rồi là các kỹ thuật. Còn biến dạng như là nó sẽ có ba biến dạng chính, đó là vuông, biến dạng vuông, biến dạng tròn, biến dạng hình tam giác. Thực ra thì nó rất là đơn giản, đó là nếu mà mình cắt dạng như là tóc ngắn mà chúi về trước thì gọi là biến dạng hình tam giác. Còn nếu mà mình cắt bằng thì gọi là biến dạng vuông. Còn nếu cắt theo dạng như là dạng oval thì gọi là biến dạng hình tròn. Đấy là nếu mà mình là cắt vuông này thì gọi là biến dạng hình vuông này. Nếu mà cắt là tạo thành một form hình tròn thì gọi là biến dạng hình tròn. Nếu mà cắt biến dạng hình tam giác thì nó ra là form tóc là dạng như là chúi về trước ấy. Đấy, chúi về trước giống như là mình là oval ngược lại thì gọi là tam giác. Đấy, thì đây là ba biến dạng chính. Còn biến dạng như là trên là tầng lớp cũng có biến dạng tròn với vuông với tam giác, như là góc độ nó kết hợp với kỹ thuật. Thì đây là chỉ kết hợp với lại là kỹ thuật A, đó là mình khi mà mình trải xuống mình tạo thành cái form như này thì gọi là biến dạng như thế. Còn nếu mà bây giờ mà như là tầng lớp như là mình sẽ đưa hết vuông lên thế này thì gọi là cứ dâng thẳng lên giờ luôn, gọi là biến dạng hình vuông đấy. Còn nếu mà hay là mình đưa về mặt sau đi, khi mà mình dâng mảng tóc thứ nhất mình cắt ở mảng tóc thứ nhất, mảng tóc thứ hai mình dâng về mảng tóc thứ nhất để cắt,
Đây, hay là mặt bên này cũng vậy, mặt nào cũng được, miễn là mảng góc ở trung tâm, là răng tại trung tâm này, mình xác định cái hình vuông như thế nào, hay là cắt, được gọi là cắt hình học đấy, thì mình sẽ áp dụng những cái phương pháp cắt đó là biến dạng như thế này. Ví dụ mảng tóc thứ nhất thì mình sẽ răng tại mảng tóc thứ nhất. Ví dụ mảng tóc thứ nhất mình răng tại mảng tóc thứ nhất để cắt này. Sau đó mình lấy mảng tóc thứ hai, mảng tóc thứ hai lại nghiêng dịch về mảng tóc thứ nhất để cắt. Mảng tóc thứ ba nghiêng dịch về mảng tóc thứ hai để cắt. Mảng tóc thứ tư nghiêng dịch về mảng tóc thứ ba để cắt. Thì gọi là biến dạng hình vuông. Đấy là tầng lớp. Còn nếu mà mảng tóc thứ nhất mình cắt tại mảng tóc thứ nhất này, mảng tóc thứ hai về mảng tóc thứ nhất, mảng tóc thứ ba về mảng tóc thứ nhất, mảng tóc thứ tư về mảng tóc thứ nhất, thì gọi là biến dạng hình tam giác. Đây thì khi mà đưa về một mảng tóc tại trung tâm thì nó trộm lại, trộm lại. Và trộm lại thì hay còn gọi là biến dạng là hình tam giác. Đấy, nếu mà mảng tóc thứ nhất này cứ tại trung tâm là đưa về 2 về 1, 3 về 1. Đây mình có thể ghi chi tiết hơn. 2 về 1 này, 3 về 2 này, 4 về 3. Thì gọi là biến dạng hình vuông. Còn nếu mà tam giác là 2 về 1, 3 về 1, 4 về 1 thì gọi là biến dạng hình tam giác. Còn biến dạng hình tròn nó là 1 thì răng ở 1 để cắt, 2 thì răng ở 2 để cắt, còn 3 cứ răng ở 3 để cắt thì gọi là biến dạng hình tròn. Thì khi mà mình kiểm tra ấy, khi mà mình cắt dọc đi, mình kiểm tra ngang, thì khi mà mình kiểm tra ngang thì nó ra là dạng dạng tròn. Nếu mà mình răng, ví dụ là mình răng mặt tóc dọc, răng vuông ở bên này đi, răng vuông ở bên này, thì khi mà mình kiểm tra ngang vẫn răng góc độ đó, là vẫn góc độ đấy, thì kiểm tra thì nó thành một cái đường thẳng, nó thành một cái đường thẳng. Còn nếu mà biến dạng hình tròn, khi mà mình cắt dọc, mình kiểm tra ngang, thì khi mà đưa về đúng góc độ thì nó ra một cái hình hình dáng tròn theo da đầu. Còn biến dạng tam giác nó cũng tương tự như thế. Đấy, thì đấy là kỹ thuật và biến dạng. Đấy, không biết là có bạn gì đã hiểu chưa nhỉ? Chào bạn Sĩ Trần, thầy nói đúng cái. Bạn Sĩ Trần, cảm ơn bạn. Rồi tiếp đến là cái cách mà cầm kéo hay là dùng lược để đúng. Thì khi mà mình cắt tóc thì mình phải dâng đúng góc độ. Mà dâng để mà đúng góc độ thì mình không được dâng bằng tay, mà bắt buộc mình phải dâng dâng bằng lược. Đó là dâng góc độ bằng lược, chứ mình không được dâng bằng tay. Mình cầm mình dâng cái này là sai. Hay là khi mà mình chải cái này, nhưng mà lược này nó không dâng góc độ, mà tay lại dâng góc độ. Lược này chải như này, đây lấy tay dâng lên này, đấy cắt cái này, thì nó không đúng phương pháp cắt. Đúng rồi, đây chia sẻ kéo lược. Thì đây là cách cầm kéo và cầm lược. Lược thì để mà cầm chuẩn thì chúng ta sẽ phải cầm đó là ba ngón tay. Thì khi mà chải thì nó sẽ dễ dàng hơn. Đây, khi mà mình lật này thì hay còn gọi là kiểu cầm là con công đấy. Đây, thì khi mà mình sẽ cầm lược đó là hai ngón tay này sẽ cầm trên và cầm dưới, và ngón tay tiếp theo thì mình sẽ giữ ở mặt sau, và mình sẽ lật lên lật xuống. Đây, lật lên lật xuống. Thì cái này thì có thể áp dụng để cắt tóc nam hay tóc nữ đều được, nói chung là nó như nhau. Thì khi mà chải, đây khi mà chải thì phải đúng nguyên tắc, đó là lược dâng góc độ, còn tay là kẹp, tay chỉ có kẹp tóc thôi, còn lược là phải dâng đúng góc độ. Đây, khi mà dâng góc độ 90 thì lược cũng phải là dâng đúng, có phải lược dâng 90 tay mới kẹp. Đấy. Đấy. Thì đây cũng là cách là sử dụng lược. Thì khi mà chải vào thì phải đặt mũi lược vào da đầu, thì mình mới bắt đầu mới cào ra, không biết ai thả tim ấy. Đây có thể là mình sẽ dùng lược là đặt sát vào da đầu, thì lúc này mới cào ra, thì những cái sợi tóc nó còn rối ở trong chân thì nó sẽ ra hết. Còn cứ chải hời hợt như này thì không thể được. Đây, ví dụ mình cứ chải này để mình ra, thì cứ chải ngoài này, chải nhiều, chải giống như là mình cắt phiêu ấy, thì nó không không được, không đúng phương pháp. Đây, mình cứ chải ngoài này mình cắt.
Kể trải hàng trăm lần thì nó cũng không đúng, nhưng mà mình chỉ cần trải một lần. Và wow, mọi người comment tin nhiều quá. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Đây mọi người là trải sát từ chân ra, đúng trải hai lần là được, không cần trải nhiều. Đấy, chúng ta không cần trải nhiều mà chỉ cần trải một lần, nhưng mà lần nào phải phải đúng lần đấy và bắt từ chân ra này. Bạn đừng xóa video nhé. Ok, mình sẽ để thế. Đây chúng ta lại bắt từ chân ra, và lúc này cái lược này sẽ dâng đúng góc độ thì tay mới kẹp, có nghĩa là lược là dâng đúng góc độ này, sau đó là dùng sử dụng tay kẹp. Thì khi này là lược phải đi trước tay, lược phải đi trước tay đấy, lược phải đi trước tay. Chứ nhiều người là cứ trải múa trong này thôi. Đây để sau đó là dùng tay là kéo ra ngoài này thì không đúng phương pháp. Thì lược này phải đi trước tay. Thì bây giờ bảo sao rồi, thì đấy là cách sử dụng lược. Thì chúng ta phải cầm cầm bằng ba ngón tay. Đây mọi người chú ý, có thể là bạn nào đang yếu thì có thể là lưu lại cái livestream này để xem lại. Đây cầm bằng hai ngón tay, sau đó là ngón tay tiếp theo là mình sẽ đặt đặt vào trung tâm lược. Thì khi này thì mình không được cầm cầm ở giữa lược mà mình sẽ cầm là tầm là 4 phần 6 thì nó sẽ vừa chắc lực lược này, vừa chắc chắn này. Đấy vừa vừa đẹp. Còn nếu mà mình sẽ cầm tại trung tâm này mình trải này thì rất là xấu. Đấy thì lưu ý cho mình đó là sẽ cầm là 46 và cho tay là sát vào đây. Khi mình trải thì có thể là luyện được tóc nam này. Đấy tóc nam thì có thể sử dụng cách cầm lược, đó là cầm theo kiểu là con công. Đấy thì nó sẽ chuẩn quốc tế hơn. Đấy khi mình trải xuống thì mình chỉ lật lật cái lược này thôi. Đấy. Nói xàm. Cảm ơn bạn nói xàm. Đấy bạn nếu mà giỏi rồi thì có thể là chia sẻ cho anh em đồng nghiệp cùng xem tham khảo. Đấy, hoặc là đi ra ngoài. Cảm ơn bạn nhé. Nghe nói khu A, khu khu B, khu C. Thì cái này thì bạn Hậu Giang Phạm phải xem lại các điểm. Thì khi mà mình chia tóc đều chia theo các điểm đấy. Có nghĩa là mình chia tóc thì phải biết được các điểm. Thì khi mà mình biết được các điểm thì mình sẽ phân khu tóc. Mà phân khu được tóc thì mình sẽ dâng đúng góc độ hơn. Giống như là vừa nãy mình nói là tại một cái khu đấy thì mình phải dâng đúng góc độ là tại cái điểm trung tâm. Ví dụ như là mình bảo là cái khu này dâng tại trung tâm là 90 độ thì mình phải tính tại cái điểm trung tâm này. Chứ mình không thể tính dưới này và không thể tính ở trên này. Thì khi mà chia tóc thì hay là khi mà phân khu thì mình nhớ các điểm, hay là mọi người xem là mình chia từ điểm gì đến điểm gì thì có thể là trả lời được. Hướng dẫn tỉa tóc. À thì mình sẽ hướng dẫn cầm kéo trước cho bạn nào đang yếu. Thì vừa rồi là cầm lược thì chắc là cũng ok rồi. Tiếp đến là cầm kéo. Cầm kéo thứ nhất là nguyên tắc cầm kéo là phải một lưới tính và một lưới động. Có nghĩa là một lưới kéo là phải nằm im, còn một lưới kéo là di chuyển. Đây ví dụ như thế này. Thì nhiều người là bập bập như này cũng được thôi, bập bập như này cũng được thôi. Nhưng mà nếu mà theo như là căn bản hay là theo trường phái thì nó sẽ tốt hơn. Đấy khi mà cắt như này thì nguyên tắc là phải một lưới tính và một lưới động. Và khi mình đưa tay vào thì một lưới kéo là phải nằm im thì mình mới cắt được. Chứ hay là nhiều người là đây đấy. Thì thứ nhất là nó không chuyên nghiệp, thứ hai là không đúng phương pháp cắt, hay là theo nguyên tắc là khi nếu mà mình cứ đưa vào mình cắt như này thôi, cứ đưa vào mình cắt như này thôi thì chắc chắn là cái tóc nó bị dồn. Nếu mà kéo kéo cùn kéo sắc thì có thể là cắt được. Để vào con tim thầy không ạ. Bằng cách là xem cái livestream này. Rồi tiếp đến là nếu mà mình là cứ đưa vào mình cắt như này thôi, hay là nhiều người là cứ đưa vào như này đấy, cắt ngoài ngoài này đấy, dâng lên là cứ sợ vào tay, mà nhiều người là sợ vào tay, hay là nhiều người là thấy mình cắt là ui ông này cắt vớ va vớ vẩn đấy. Nhưng mà thực ra thì khi mà mình cắt hay là mình mở rộng cái kéo ra thì nó sẽ có cái lực. Đây mình mở rộng kéo như này và mình đưa vào giống như là chúng ta là thái thịt đấy, đưa vào mở, đưa vào này ra ra bóp đấy,
Giống như là mình thái thịt, mình thái một miếng thịt thì rất là mềm mại luôn. Rồi, đấy, mình mở đưa vào và ra bóng thì nó sẽ tạo cái độ mềm mại. Chứ nếu mà mình đưa vào bóng thì thứ nhất là nếu mà kéo kéo cùn là không thể sử dụng được, thì bắt buộc phải mua kéo mới để cắt. Còn nếu mà kéo cùn mà sử dụng cách là đây cứ đưa vào là cắt thì nó không sắc, không sắc mà tóc nó sẽ bị dồn, mình lại phải là dâng lại để cắt lại thì nó mới chuẩn. Còn nếu cắt phiêu thì được đấy, thì mình sẽ mở đưa vào ra bó. Thì khi mà cắt thì mình phải đưa đưa lên tay, đó là tay là phải đi trên kéo, phải đi trên tay này. Đây kéo phải nằm trên tay, thì nếu mà nghiêng quá qua bên này thì chắc chắn là đứt tay. Nếu mà nghiêng hay là thẳng đứng lên thế này thì không không thể được, đó là nếu mà thẳng đứng như thế này thì không có tóc mà cắt. Thì khi mà mình kẹp tóc thì mình phải kẹp như thế này, thì mình phải nghiêng nghiêng lực à nghiêng nghiêng kéo qua bên này để cắt. Thì ở đây thì nghiêng là nghiêng 45 độ so với mặt da này, 45 độ so với mặt da đấy, thì không bị đứt tay, kể cả mình nhắm mắt mình cắt không bị đứt tay đấy. Thì đấy là mình cắt đúng phương pháp. Chào Minh Tuyền, Nguyễn Văn Nam, chào Minh Tuyền, Dương Minh Tuyền thì đúng hơn chứ nhỉ, hay là Minh Tuyền đang xem. Kéo thầy mua sắc thật đấy ạ. Hôm trước em cắt đứt hết tóc, đứt hết tay mới sợ, đứt hết tóc thì không sợ. Đấy, đứt hết tóc là đúng. Đây thì mình phải nghiêng là 45 độ so với cái mặt da này, so với mặt da này. Thứ nhất là cách cầm kéo này, cách cầm kéo thì khi mà mình đặt bằng như này thì không đúng, mà bắt buộc mình phải nghiêng là đây, các bạn có thể là nghiêng là vừa phải, có nghĩa là nghiêng nghiêng càng nhiều, nghiêng vào vào tay càng nhiều, nghiêng vào tay càng nhiều đấy, có nghĩa là cứ cho tay sâu cũng được, với điều kiện là phải vừa hay hoặc là để ngoài này cũng được, hay để vào sâu cũng được. Càng vào sâu thì mình càng mở được kéo rộng, còn nếu mà càng ra ngoài thì càng mở được kéo ít. Nếu mà mình để ngoài này thì mở, chắc chắn là mở được kéo rất là ít. Thì mình cho càng vào sâu thì càng mở được nhiều, tội gì mà không mở sâu để khi mà mình cắt thì nó sẽ có lực hơn, khi mà mình cắt thì nó sẽ có lực và nó sẽ tạo độ mềm mại hơn. Đây, khi mình cắt thì mình sẽ mở rộng kéo ra, mở rộng kéo ra. Đấy, nguyên tắc thì một lưỡi kéo này là tính này, thì khi mà đưa lên tay thì nó không bị động, không bị động đấy, nó sẽ mềm mềm đấy, giống như là mình thái thịt đấy, giống như mình thái thịt thì nó sẽ mềm mại. Thái thịt thì phải cứa, phải cứa, phải cứa thì cái miếng thịt thì nó mới mềm, còn cứ cứ chặt 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 thì chỉ có chặt xương thôi, chặt xương nhiều khi còn nát hết đấy. Còn thái thịt là mình phải thái đấy, phải thái. Cắt vào tay bình thường mà, đúng rồi, cắt vào tay quá bình thường luôn. Kể cả nhiều người vào nghề cả 10 năm vẫn vào tay, thì khi đấy người ta cho là vào tay là chuyện bình thường. Đấy, nhưng mà nhiều khi có thể là hay là luống cuống khách thì có thể là cắt vào tay là chuyện bình thường. Thì điều đấy là điều đương nhiên rồi. Hay là nhiều khi mà thấy gái xinh thì mình cũng phải là phải thể hiện, mà thể hiện cái kiểu gì nhỉ? Vào tay. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Đấy, à thu kéo. Thu kéo. Thì đây cũng là một cách là cầm kéo này, cách tiếp theo. Thì đối với phương pháp cầm kéo như thế này thì có thể là cắt góc độ cao này, cắt góc độ cao này, cắt ngang này, hay là cắt dưới này, thì mình không nên sử dụng là cách này. Vì khi mà cắt, khi mà mình kéo tóc xuống dưới thì mình sử dụng cái cách này để cắt thì tay của mình là phải bẻ, phải ngửa tay thật nhiều. Nếu mà góc độ mà cao như thế này thì được. Đấy, hoặc là góc độ là hơi kéo ngang như này thì mình có thể sử dụng phương pháp cầm kéo như thế này để cắt. Đấy, tiếp đến là cái cách cầm kéo, đó là cắt cắt dưới. Cắt dưới thì nên sử dụng đó là cách này. Thì đây mình sẽ hướng dẫn, đó là khi mà mình đặt vào ấy, cái chuôi lược à chuôi kéo này sẽ nằm ở cái điểm là gần như là trên ngón tay đấy, không phải vuông góc đấy. Thì đầu này là sẽ bằng trên ngón tay ngón út. Điểm tiếp theo là điểm trên này là nằm trên
nằm trên ngón tay này. Và khi mình đưa vào ấy, mình cong tay vào, có nghĩa là mình cứ nắm lại như này đã. Đây chúng ta có thể là thử cầm kéo luôn. Đây cứ nắm lại như này. Khi mà nắm như này thì phải kéo này phải vuông góc với tay, kéo phải vuông góc với tay thì nó sẽ dễ dàng hơn. Và đầu tiên thì chắc chắn là kiểu này nó hơi khó cầm, giống như là nắm cây phải có là phải có người bẻ thì mới nắm được đấy. Hay nhiều bạn là tập luyện rất là nhiều thì rất là dễ dàng, kéo vải hịn kéo vải hịn thì cắt nó mới sắc. Còn như là kéo cồn thì hay là mình dùng cái kéo này thì có thể là cắt nhiều đầu canh mà nó không cảm giác như là nó không cùn. Vì khi mình cắt thì mình phải sử dụng đó là đúng phương pháp cắt, là cắt là kiểu như là mình thái thịt đấy. Đấy đưa vào, mở mở đưa vào ra bó. Đấy vừa ra vừa cứa à, thì nó sẽ mềm mại hơn. Tiếp theo là cách này. Thì cách này khi mà mình kéo tóc xuống dưới thì không cần phải có thể là không cần phải nhìn và không cần là bẻ tay thật nhiều. Chỉ cần là khi mà mình cầm được rồi thì nó sẽ dễ dàng hơn. Đây nếu mà mình đưa xuống như này, đây mình nhìn thấy chuẩn rồi. Thì khi này nếu mà sử dụng phương pháp cầm kéo như thế này thì rất là khó cầm hay là khó cắt. Đây, cắt thì cũng cắt được thôi nhưng mà hơi khó cho bạn nào mới làm. Thì có thể là đưa sử dụng phương pháp cầm kéo như thế này, cầm vuông. Đấy và đưa vào. Thì tương tự cái phương pháp cầm kéo này cũng phải là đưa vào tay và không được nghiêng quá và không được thẳng quá. Mà phải nghiêng là 45 độ. Đây 45 độ. So với mặt da. Đấy, phải nghiêng 45 độ. Thì khi mà mình trải xuống mình cắt như thế này thì không bị là đấy, rất là sắc. Có nghĩa là mình vẫn là sử dụng phương pháp cắt đó là như là thái thịt. Đó là mở đưa vào, ra bó. Mở đưa vào này. Mở đưa vào, ra bó. Thì khi mà mở chỉ cần mở được một tí như thế này là ok, không cần mở nhiều. Ôi sao bạn nam phấn nộ thế kia. Đây mở đưa vào này, ra bó này. Đấy, từ nãy đến giờ thì mình đang tính là live stream khoảng tầm là 30 phút nhưng mà đến giờ thì chắc là hơn một tiếng thôi. À, thì mình cũng rất là bận. Đây tiếp tục là mình sẽ đưa vào này, đưa vào mở và ra bó thì nó sẽ tạo độ mềm mại. Và nếu mà mình không sử dụng phương pháp cắt đó là đưa vào ra bó thì tóc nó sẽ bị dồn. Khi mà mình bóp thì nó sẽ bị dồn vào một chỗ. Đây nó sẽ bị dồn vào một cái điểm, có nghĩa là mình phải dâng cắt lại thì nó mới đều được, phải cắt làm nhiều lần. Thì kiểu cắt này thì có thể là áp dụng những cái kiểu là kiểu tóc là dâng cao hay là dâng góc độ cao thì mình có thể sử dụng phương pháp cắt này. Nếu mà cao quá thì mình mới sử dụng thôi. Còn bình thường nếu mà tầm ngang mắt hay là tầm đấy thì mình sử dụng phương pháp cắt là cầm kéo là như thế này. Đấy để cắt. Còn nếu mà cao quá thì mình có thể là sử dụng phương pháp cắt này. Đấy. Mở đưa vào ra bó thì nó sẽ tạo độ mềm mại. Và nguyên tắc của khi mà mình cắt vào tay ấy đó là không được cắt quá hai lóng tay ngoài. Có nghĩa là mình cứ cắt cố vào trong này thì 100% là vào tay. Ai cũng vậy, nếu mà cứ cắt cố là vào tay, chắc chắn 100%, hầu như là 90% là đồng nghiệp là đều cắt vào tay hết. Vì khi mà giống như là mình vội vàng này hay là khách đông này, mình sẽ cắt đó là phải cắt làm sao cho nó nhanh. Mà nhanh chẳng lẽ bây giờ lại đi dâng lại. Nếu mà mình cắt một lần dâng mảng tóc nhiều như thế này đi, nếu mình cắt đến vào đến trong này rồi, nhưng theo nguyên tắc là phải cắt là hai lóng tay ngoài thôi, thì mình cắt đến đây lại phải dâng lại thì nó lâu. Bây giờ là cắt cố vào trong này, mà cắt cố thì sẽ vào tay thôi. Đấy là điều chắc chắn rồi. Wow, cảm ơn bạn Đào Thắm, thầy vui tính nhỉ. Cảm ơn bạn Sorisa. Các bạn nhớ mua băng cá nhân ở nhà. Đúng rồi, trong quán lúc nào cũng phải có băng gâu. Thứ nhất là mình cắt nhiều khi còn rơi kéo vào khách hàng, giống như là nhiều bạn là đang live stream trên hội đấy múa đấy. Nhưng mà cắt là nhiều khi là khách là sợ rơi vào chân, rơi vào đầu thì chỉ có phải mua băng gâu cho khách.
Đúng rồi, phải mua băng gâu. Trong quán lúc nào cũng phải có băng gâu để chuẩn bị cho khách hàng. Chưa nói đến mình nhưng mà khách hàng phải có. Chào bạn Nguyên Thảo. Đấy, khi mà dâng lên cao như thế này thì chúng ta có thể là cắt làm nhiều lần. Đó là khi mà mình cắt thì mình chỉ cắt hai lóng tay ngoài, sau đó mình lại dâng lại và kẹp ra ngoài, lại cắt tiếp, chứ không được cắt cố. Cắt cố là vào tay. Đấy, thì đấy là cách là cầm kéo. Bạn nào vào sau thì có thể là chia sẻ cái livestream này để xem lại, hoặc là chia sẻ cho đồng nghiệp cùng được xem. Thầy khỏe không ạ? Chào bạn Huy Dũng, thầy rất là khỏe. Khỏe bây giờ mới đứng được đây. Đây thì đây là cách cách tập. Thì mọi người là sẽ đưa vào tay và cầm vuông, vuông với kéo vuông với tay. Bây giờ sẽ đưa vào tay là đưa dưới. Thì khi mà đưa như này thì mình cũng phải là đưa thành một đường thẳng. Đưa thành một đường thẳng. À, thầy dạy cách thu kéo thằng này khôn thế. Chào bạn Nam. Rồi thu kéo thì bây giờ là thực ra thì mình không cần múa kéo làm gì hết. Chúng ta cứ cắt đẹp cho khách là có tiền nhiều. Cứ làm đẹp là có tiền nhiều, không cần phải ô đấy. Em bị cụt mất một ngón tay, thế liệu có cắt được không ạ? Một ngón tay dứa. Ở đây không biết có bạn Phùng Thanh không nhỉ? Bạn Phùng Thanh cũng bị đứt tay đấy. Bạn ấy bị đứt một hai lóng tay. Hai lóng tay. Thì bạn vẫn cầm được kéo, có nghĩa là bạn cứ cầm làm sao mà cầm được kéo bạn cắt, vì bạn ấy đam mê. Đấy, khách bảo sao không mua kéo, bảo khách là tại em không thích. Đúng rồi, thực ra mình chỉ cần là thu kéo là được, vì khi mà mình thu kéo thì khi mà mình chải tóc thì nó sẽ dễ dàng hơn và không bị là nhiều người, hay là nhiều người là cứ cầm kéo, có nghĩa là mình không thu kéo, mình cứ cắt xong mình cứ chải như này. Có nhiều người là cứ để kéo cùng với lược mình chải như này, thì khi mà đưa kéo vào có thể là kéo mở là đứt tóc, kéo chỉ cần mở là đứt tóc. Thì có thể là mình sẽ học học thu kéo là được, có nghĩa là không cần là múa máy làm gì nhiều, mình chỉ cần thu được kéo là được. Thì bây giờ chúng ta sẽ đặt như bình thường, đấy, đặt như bình thường. Và chắc chắn nếu mà muốn thu được kéo thì phải để là lỏng ra, không được cho vào sâu vào ngón. Sâu vào ngón thì không không thể đưa đưa vào như này được. Đấy, mà mình phải đưa ra, thả lỏng ra. Một là thu kéo bằng cách như thế này. Đấy. Mình sẽ nắm lại như bình thường. Và khi mà chải thì không không được ra ngoài lược này. Đấy, thì đây là cũng là một cách. Và chắc chắn là phải phải cầm lược khác, có nghĩa là không cầm nhưng đừng như thế nữa. Và bây giờ là lược là gần như là phải song song với cái kéo này. Đấy, khi mà cầm lược với kéo phải song song với nhau. À, một đốt ngón tay dưới được mà thoải mái. Đúng rồi, một đốt thoải mái. Thì trước đây cũng có một bạn học ở chỗ thầy cũng cũng bị đốt mất một đốt này, hơn một đốt hay sao ấy, à một đốt, đúng rồi một đốt, thì người ta vẫn vẫn cắt được. Đây thì đây là cách là thu kéo, có nghĩa là khi mà mình cầm lược với cầm kéo là hai hai cái này phải song song với nhau, hai cái này phải song song với nhau. Đấy, thì không bị vướng, không bị vướng vào đâu hết. Đây cũng là một cách. Cách thứ hai đó là khi mà thu kéo ấy, chúng ta sẽ bỏ ngón út này ra, bỏ ngón út này cho lên trên đi. Có nghĩa là bình thường là mình để ở dưới này, mình để ở dưới này. Nhưng bây giờ mình đưa lên trên. Và bây giờ chỉ cần là đưa đưa kéo lên là được. Đưa kéo lên thì tự nó rơi vào vào ngón tay của mình thôi. Đây. Thì mình sẽ bình thường là ngón tay để ở dưới, nhưng bây giờ mình sẽ đưa lên trên. Đưa lên trên thì bây giờ là đưa kéo lên là tự nó rơi vào cái lòng lòng ngón tay này. Đây, đưa vào thế xong. Đây. Mình cần thu như này được. Và khi mà thu thì mình không để ra như này, mà bắt buộc mình phải thu thu vào tay. Còn khi mà cắt thì phải che kéo này đi, mục đích là khi mà chải tóc thì không bị vướng và không bị là khách sợ hãi. Bây giờ là thu thu vào bàn tay như này. Đấy. Thì chỉ cần là đưa ngón tay ra ngoài và đưa kéo lên. Em học quay kéo trước. Thực ra chúng ta không cần là phải quay kéo, thì đây là mình chỉ cách, đó là chỉ thu kéo lại cho nó gọn thôi. Chứ không không phải là mình chỉ cách, đó là quay kéo. Quay kéo thì gặp cái bạn gì mà tên tên hội ấy, Vũ Đại Bàng, đúng rồi, bạn Vũ Đại Bàng. Đấy, dẫn ngày livestream.
đấy. Và con thuộc với một thợ tóc. Các bạn đấy, đúng rồi. Thực ra thì quay kéo thì mục đích là để thu lại cho nó gọn thôi, mình không cần là phải cao siêu hay là phải cần như múa máy như làm gì hết. Còn nếu mà thích múa múa kéo, múa kiếm thì vào gặp anh Hưng Kiều Phương. Kỷ lục gia cắt cái bằng kiếm Nhật đấy. Thì cái chương trình livestream của mình là gần như là hoàn toàn là xong rồi đấy. Đấy, các chủ đề thì mình đã phân tích hết rồi. Bạn nào hỏi hay không biết là còn bạn nào đặt đặt cái câu hỏi gì nữa không nhỉ, để mình có thể là trả lời. Fan của thầy mới thương thầy cao. Thầy quay quay rồi đúng không? Đấy, thì chỉ cần là quay nhẹ nhàng đấy. Vừa rồi thì mình cũng đã chia sẻ là nhiều nhiều cái bài học, đó là từ từ những cái cách ấy. Thì cái chương trình livestream thì cũng là sắp kết thúc rồi đấy. Bạn nào có thể là tham khảo những cái kỹ thuật cắt hay là các cái điểm ở trên đầu thì có thể là vào vào cái trang cá nhân của mình để xem. Thì ở trong này thì có rất là nhiều cái video về cắt tóc này, hay là về uốn này, hay là về nhuộm này đấy. Còn thời gian thì bây giờ nó cũng không cho phép mình để đứng đây và tâm sự và chia sẻ cùng mọi người nhiều lắm. Ra tới bao giờ có lớp nâng cao, cái này thì bạn Nguyên Thảo ấy inbox cho thầy nhé. Đấy, thì bạn nào mà cắt tomboy thì mảng tóc chữ U trên đầu kéo bao nhiêu vậy thầy? Thì cắt tomboy thì có thể là ở trên, thì nếu mà mình muốn tầng lớp cao hay là muốn ngắn thì có thể là dâng là góc độ là cao như là 90 độ để các sợi tóc nó bằng nhau. Còn nếu mà mình muốn ở trên hay là ở trước dài hơn thì mình có thể là nghiêng dịch về sau hay là dâng góc độ thấp hơn. À rồi, chào bạn Luân Lúa. Ok bạn, cảm ơn bạn rất là nhiều. Đấy, thì bạn nào sắp tới thì mình cũng rất là chia sẻ nhiều cái live stream về uốn tóc hay là cắt tóc khác nhau, thì cũng cảm ơn các bạn đã từ trước đến nay đã theo dõi hoặc là hôm nay đã xem cái live stream này. Cơm cảm ơn các bạn rất là nhiều. Em cầm kéo cứ bị tuột ngón cái. Đấy, bạn nào muốn đặt câu hỏi thì có thể là đặt những câu hỏi dễ dàng để mình trả lời nhanh hơn. Vãi cả nguyên, hủy kết bạn với tao. Chắc là bạn. Rồi, cho em hỏi cửa hàng của thầy đâu vậy? Cửa hàng học viện thì mình hiện tại là cũng là hiệu trưởng và cũng là giảng viên tại Học viện Tóc Quốc tế Alan. Thì học viện thì ở Hà Nội bạn nhé. Cảm ơn bạn Đào Thắm. Đây thì sắp tới thì mình sẽ chia sẻ nhiều kỹ thuật khác nhau, thì bạn nào quan tâm thì có thể là theo dõi cái bạn rồi thì có thể là theo dõi chọn chế độ xem trước. Đây mọi người có thể là nhấn vào là đang theo dõi và chuyển sang chế độ đó là xem trước. Thì khi mà mình livestream thì nó sẽ nhận thông báo luôn. Đấy thì rất là nhanh. Chào bạn Tiến Thật Thà, bạn Tiến Thật Thà rồi mới vào. Bạn nào vào sau thì có thể là chia sẻ cái livestream để xem lại. Đấy, và cái chương trình của mình thì cũng xin được là kết thúc tại đây. Thầy Nguyên thử cắt tóc. Mọi người xem đi. Đấy thì chúc bạn ngủ ngon. Đấy, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Đấy, bạn nào mà hay theo dõi thì có thể là chọn chế độ xem trước thì nó sẽ nhanh hơn khi mà mình đăng bài. Đấy, ở trong này thì có rất nhiều là kỹ thuật về cắt tóc này. Đây mọi người có thể là đây, thì đây là những cái học viên cũ này. Đây rất là nhiều. Đây cái bạn này là từ Đài Loan này. Rồi, wow, đang livestream. Đây, đây là kỹ thuật về cắt tóc này. Bạn nào mà đang xem thì có thể là vào trang cá nhân của mình thì có rất là nhiều nhiều cái bài cắt. Đây chia sẻ về uốn này. Rồi, đây là lại cắt tóc này. Suốt ngày cắt tóc thôi. Đấy, vì mình chuyên về bên cắt tóc. Đây, đây đây cũng là chia sẻ về cắt tóc này. Ồ, tiếp tục này. Đây, hay là cái kiểu tóc này nhiều người là cứ bảo là mình ép cục hay là mình uốn cục. Nhưng mà thực ra không phải. Khi mà khách hàng vào, đấy bạn nào mà xem cái livestream của mình rồi thì đã biết là ông này là cắt là cục tự nhiên. Đây.
Đây, chúng ta có thể xem từ đầu này, một mái tóc từ đầu đó là đây, khi mà khách hàng vào là bảo là ôi mái tóc em vẩy lắm, thì bây giờ là mình sẽ cắt cắt cho khách hàng. Đây mình có thể tua cho mọi người cùng cùng xem một đoạn. Đấy, bạn nào đang yếu về cắt tóc ngắn thì có thể là kết bạn và xem vào YouTube. YouTube của mình thì các bạn sẽ gõ là Nguyên Alan thì nó sẽ ra hết. Cái bên này hơi tối. Đây. Mình sẽ tua đến cái kết quả. Đấy thì đây là sau khi là bao nhiêu phú đây? Sau khi là 23 phú thì mình đã cắt xong một kiểu tóc. Và bây giờ là đã sấy khô và tỉa. Mình có thể là bật màn hình sáng lên. Đây mình sẽ bật âm lượng to. Đấy bây giờ đã tỉa rồi. Và đây là cách là chỉnh sửa khuôn viền. Đấy thì đây là cái một mái tóc là mình sẽ cắt cụm tự nhiên cho khách hàng này. Đấy bạn nào đang yếu về cắt tóc ngắn thì có thể là vào trang cá nhân. Đấy khi mà chỉnh sửa khuôn viền thì mình cũng phải chỉnh sửa là theo trạng thái tóc là tự nhiên. Ở đây là chỉnh sửa theo kiểu dáng như là zig zag. Đấy MC đấy. Rồi thì chương trình livestream của mình là xin được kết thúc tại đây. Bây giờ sẽ chào chào các bạn. Em vào sau, em bạn có thể chia sẻ livestream để xem lại. Chào bạn Thành Zeno. Cái đó cắt không độ hết đúng không bạn? Đúng rồi, bài đấy thì mình cắt là không độ so với giấy đầu, thì mình cũng nói là nếu mà cắt cái tuần A và không độ so với giấy đầu thì nó sẽ tạo độ mềm mại hơn. Bây giờ thì cũng chào các bạn, chào thật sự đấy. Nuối tiếc lắm rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Đấy, bạn nào đang xem video có thể là chúc anh chị em là ngủ ngon. Đấy, và ngày mai là một ngày mới là làm việc hiệu quả nhất và kiếm được nhiều tiền. Đấy, mình chúc thế thôi. Đấy, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở chương trình livestream tiếp theo vào những ngày tiếp theo. Bye bye, chúc các bạn ngủ ngon.